Ơi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay là ngày thứ sáu của server. Đâu rồi, ngày thứ sáu ở server đây các bạn, đây là ngày thứ sáu ha. Thì mình tranh thủ vào, mình còn chưa làm hết nhiệm vụ nữa nhưng mà mình cũng tranh thủ. Thật ra thì bắt qua ngày thứ sáu thứ bảy thì sự kiện của game đã bắt đầu, nó gần như là nó đã xảy ra trước đó rồi. Thì chúng ta chào đón tới những cái level cao hơn. Level 6, ngày thứ 6 và 7 vẫn chưa có, nếu mà ho nông dân nó thì vẫn chưa thể đạt được những cái mốc như lực chiến 47 để mình quay cái mức độ ác mộng này kia, hay là cái này là cũng là đi ải thôi, không có gì. Các bạn vô đây các bạn sẽ nhìn thấy được cái mà các bạn đang diễn ra và cái các bạn sắp tới. Thì để mình nói, lúc mình đính định chưa nói nhưng mà mình có nhiều video trước có nói là có cái này, cái ngày sự kiện này các bạn. Sau cái 9 ngày mở thì mình nói các bạn thế này, việc các bạn chơi một team có 6 con ha, đội hình của bạn sẽ có 6, thì các bạn chỉ nâng 6 thôi. Nhưng mà các bạn chú ý ha, cái đấu trường này á, là cần tới 10 con lận, mà mình đã có nhiều video quay về cái đấu trường đó rồi, quay về cái đấu trường đó rồi. Đây các bạn xem, đây xem lại lịch sử của tôi đấy các bạn, mình có tổng cộng đánh vòng loại tới 10 con. Nên là việc các bạn khi chơi á, các bạn cũng chú ý, ngoài cái những cái thời gian mà các bạn nâng á, thì các bạn lựa những con đam, những con nào đam ha, các bạn nâng cái kỹ năng này lên. Cái kỹ năng này nè, cứ 1 phút là nó sẽ cho một kỹ năng á, thì các bạn nâng mát lên rồi. Nâng nâng tổng cộng 4 con ha bạn ha, 4 con, lựa con nào mà đam ha, lựa con nào đam mà nâng ha. Ngoài ra thì để nâng, để có kỹ năng á, các bạn không thể nâng hết á, thì các bạn bỏ vô đây, nó có cái bốn bốn cái ô này nè. Này con nào solo bật S solo, một cái con bật S solo, hay các bạn bỏ vô đây, các bạn bỏ vô đây cái chỗ trung tâm huấn luyện nè các bạn ha. Bỏ vô đây thì anh em bạn bè trong riêu các bạn sẽ huấn luyện cho các bạn lôi con này lên, level lên ha. Các bạn không cần phải tăng sau tới ngày 9 ngày, nó như mình giờ nè, lựa đây nè, đó tăng dùm cho bạn đó, thấy kiểu vậy đấy bạn. Hoặc là bạn có thể bấm gia tốc ngẫu nhiên ha. Rồi cái đó là đội hình các bạn để chuẩn bị đánh 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 đấu trường ngày thứ 9 ha. Kiểu điều đó là một điều, một trong những điều mà mình muốn nói. Còn cái này thì xin thôi, xin tiền lát mình lấy account mình vô mình tặng thôi. Đóng góp thì các bạn muốn đóng góp bằng cái gì đó thì tùy. Rồi đó là đội hình chuẩn bị cho đấu trường ngày thứ 9 ha. Chứ ngày thứ 6 thì cũng chưa có gì quá nhiều điều để nói, thì mình cũng đã nói ở những video trước rồi. Tiếp đó là cái ngày, cái này mà mình quên nói các bạn, trong phòng rèn luyện này nè, phòng rèn luyện này nè, các bạn để ý khi mà level ban view đó, view của các bạn lên level 4 đó, nó sẽ có cái này. Thì các bạn dùng điểm này nè, cái điểm mà cống hiến mà ban ngày á, thay vì các bạn mua ở shop shop này nè, cửa hàng shop real, các bạn thấy có con gì các bạn chơi á, thì các bạn mua, không mua thì các bạn tích lại mua cái này, chứ đừng mua mấy cái này ha bạn. Mấy này có thể kiếm được, hoặc các bạn mua cái này, hoặc là cái mua cái này, hoặc là mua mấy cái mảnh nào mà con nào các bạn muốn chơi tùy, hoặc là mảnh con này để sao kích duyên, mảnh con này cũng có thể chơi được tùy theo các bạn ha. Ngoài ra thì các bạn chú ý nè, cái điểm này á, có thể tăng cái này, tăng cái này sẽ tăng lực chiến. Đầu tiên các bạn cứ tăng một điều hết chẳng hạn, đó một điều hết, và mình sẽ cho các bạn xem khi tăng vậy thì lực chiến thế nào. Như mình đây là 78.856 đúng không, đây mình sẽ tăng cho các bạn xem ha. Đấy, thì thường thì nó liên quan tới công chẳng hạn, sức sống HP nè, công này, lý nè, công đặc biệt nè, đó thì các bạn nên ưu tiên tăng công chẳng hạn. Như mình tăng tới level 10 đi, mình ví dụ ha, level 10 các bạn thấy ra đây tăng lực chiến ha, đó là tăng cho toàn team các bạn ha. Đó là một cách nữa để tăng lực chiến, đó là cách trong real ha, để mình nói ha. Rồi ngày thứ sáu thì mình chưa chạy hết nhiệm vụ nên mình chắc chắn ngày này mình sẽ lên được khoảng 44, chắc cỡ 44 quá, mình nghĩ vậy, 343 44 gì đó. Rồi do mình lu bu quá các bạn, mình xin lỗi là mấy ngày nay mình quay video ngay cái những cái ngày nó hơi bận một chút, nên mình không, các bạn thông cảm ha. Còn cái này thì những bạn nào có nạp thì các bạn có thể
lấy nạp để lấy con mình cần ha. Thì những bạn nạp thì chắc lấy được con Kyo thôi, hoặc là lấy mảnh vàng năng nếu quay co mảnh vàng năng, hoặc là lấy này bảo vật nếu bạn đủ kim cương. Nhưng mà nông dân thì khó lắm, ví dụ như mình là giờ 50 cây kim cương đúng không, mình quay cái này 40 cây kim cương chỉ lấy một bảo vật, chà chua lắm các bạn, chua lắm. Các bạn có thể để sau cũng được, không nhất thiết phải lấy quá sớm. Chủ yếu bây giờ giai đoạn đầu thì các bạn nên lấy S ha, lấy S cộng ha. Nếu các bạn tiêu 40k kim cương mà các bạn chỉ đổi được bây giờ ở trong này các bạn, nếu bạn suy nghĩ kỹ trước khi xài, ví dụ tiêu 40k kim cương các bạn chỉ lấy một con này là khoảng mười mấy k, thì còn dư 13 ba mấy k đó cũng không đổi đủ để cái này. Thì các bạn phải tính toán kỹ là nên lấy cái nào ha, lấy cho nó chính xác. Rồi tiếp tới là ngoài ra khi các bạn nạp á, các bạn nạp ở ít á, các bạn có thể tranh nạp mua mua như những cái gói này mình đã nói trước đây ha. Ngoài ra thì các bạn có thể nạp ngày 20.000, các bạn lấy con Ditto này có để nâng cho con bọ hoặc là cho con vàng, nói chung là bạc S, nói chung là bạc S các bạn ha, bạc S. Sau này giữ nhớ lấy con này để kích duyên con Hobe đấy. Không biết nha, các bạn có làm nhiệm vụ này chưa, nhưng mà ở server mới các bạn có thể bỏ qua cũng được, không nhất thiết các bạn, hoặc là các bạn tiêu tới đây cũng được, tiêu kim cương cho tới đây cũng được, sẵn là lấy luôn cái nhiệm vụ hoàn trả kim cương. Các bạn chú ý ha, thời gian ở này là hơn một ngày nữa hết ha, này tối nay là hết ha, tối nay là hết rồi. Đây chú ý ha, tối nay là hết các bạn ha, tối nay là hết, các bạn phải chú ý sự kiện ha, các bạn khi làm gì cũng phải chú ý sự kiện ha. Nhiều khi qua qua cái là gọi luôn phọc luôn á. Rồi ngoài cái sự kiện đó thì mình sẽ nhập code sự kiện code mình sẽ nhập code nạp 100k được cái gì đây, được con này đấy, được con này, được 1.000 kim cương và 10 cái phiếu này. Này mình mới mượn ngạc của bạn trong server của mình, server 5 mình để nhập code các bạn ha. Bạn ấy đưa cho mình nhập, bạn ấy nạp đưa cho mình nhập ha. Rồi nhưng mà bạn ấy nạp 500.000 để lấy hai code, lấy hai code đó để làm gì thì mình nói cho các bạn thế này, lấy hai cái code đó các bạn được được quà ha, được quà như mình mới mới show lên rồi ha. Hai là các bạn sẽ có cái đó để kích duyên con này. Đây các bạn chú ý, đây 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 hai con này ha các bạn, để kích duyên hai con này ha, hai con này kích duyên tăng 15% công ha. Đấy bạn thấy không, sau này các bạn kiếm thêm những con này để kích duyên tiếp để đủ duyên ha, rồi kích duyên thêm con này nữa đấy, bạn thấy đây kích duyên thêm đấy, kích duyên được hai con ha, duyên được hai con. Rồi đó là của bạn này, bạn cho mình mượn, đã quay xong thì hôm nay mình kết thúc video tại đây các bạn. Video này sẽ ngắn nhưng mà các bạn nhớ chú ý ha, nhớ chú ý cái sự kiện này, những cái sự kiện mà có thời gian như thế này các bạn phải nhớ móc ha, tránh trường hợp mà tới lúc mà mình làm xong rồi á nó mất cái thời gian á thì phiền dữ lắm các bạn ha. Rồi xin cảm ơn các bạn theo dõi video của mình, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video khác, xin cảm ơn các bạn.